Châu Đăng Khoa bị chỉ trích vì phát ngôn không cảm nhận nhạc của Jack. Không có cảm nổi cái chuyện mà các bạn nổi tiếng á, thì đó là cái số phận của các bạn. Cộng đồng mạng không khỏi bức xúc trước phát ngôn của Châu Đăng Khoa về nhạc của Jack. Nhiều người lên tiếng chỉ trích nam ca sĩ vì ồn ào này. Mới đây, một chuyên trang showbiz chia sẻ lại phần phát ngôn của Châu Đăng Khoa về Jack trong một buổi phỏng vấn. Cụ thể, nam nhạc sĩ khẳng định không cảm được nhạc của Jack ngoại trừ bài Hồng Nhan. Anh đánh giá thành công của giọng ca sinh năm 1997 là nhờ vào sự may mắn do có sự hỗ trợ từ ekip phía sau và đặc biệt là việc mẹ nuôi có mối quan hệ rộng. Thậm chí, tác giả Người Lạ ơi còn nhận định các bài hit của nam ca sĩ gốc Bến Tre không phải lúc nào cũng thành công, nhưng nhờ lượng fan hùng hậu, truyền thông mạnh mẽ nên thu hút sự chú ý. Bài viết này nhanh chóng nhận được sự quan tâm của dư luận. Bên cạnh những ý kiến đồng tình với quan điểm mà nhạc sĩ đưa ra, thì cũng có không ít cư dân mạng bức xúc chỉ trích, cho rằng phát ngôn của Châu Đăng Khoa là cố tình gây chú ý PR cho dự án Trần Ái mới ra mắt cách đó vài ngày. Một khán giả nêu quan điểm: chất nhạc của Jack bình dị, gần gũi, có thể Châu Đăng Khoa không cảm được, nhưng thể loại đó lại phù hợp với phần đông khán giả Việt Nam. Nói thật, ông có nổi tiếng, tôi biết ông qua bài Người Lạ ơi các kiểu, nhưng nhạc ông tôi không nghe, mà nó chỉ được đôi ba bài, còn Jack bài nào cũng hay. Riêng cá nhân tôi thì tôi biết nhiều bài của Jack, còn nhạc của Châu Đăng Khoa thì tôi không biết bài nào, khán giả khác bày tỏ. Chưa dừng lại ở đó, một bộ phận cư dân mạng còn nhắc lại ồn ào đạo nhái của Châu Đăng Khoa trước đó để chỉ trích anh vì phát ngôn này. Một tài khoản gay gắt: Khoa gì cũng giỏi, nhưng giỏi nhất là đạo thơ thành hit. Người ta gặp thời, còn em mãi, em không thấy thời của anh đâu. Có không hay thì ít nhất người ta cũng có khả năng tạo ra thứ mang đậm dấu ấn của người ta anh ơi. Còn hơn là vay mượn, mỗi nơi một chút, lại bảo là của mình. Một người xem chia sẻ: em thà nghe nhạc dở còn hơn nghe nhạc đạo nhái của anh Khoa. Cư dân mạng bức xúc. Hiện tại, phía Châu Đăng Khoa và Jack chưa lên tiếng về ồn ào này. Tuy nhiên, Oren, người cộng tác với Châu Đăng Khoa và cũng xuất hiện trong clip phỏng vấn, đã có những phản hồi khi bị dư luận xúc phạm. Nữ ca sĩ cho biết đoạn clip đó chưa phải là toàn bộ chương trình. Trong cuộc phỏng vấn, cô được hỏi về nhạc của Jack và đã khen ngợi rằng nhạc của giọng ca sinh năm 1997 lạ, độc đáo và hay. Tuy nhiên vì mới là tester nên chương trình không đưa câu ấy vào. Mình rất hy vọng câu nói của mình sẽ không bị cắt, vì như vậy rất oan cho mình. Mình cũng không hề có thái độ gì như các bạn nói là hất mặt lên kênh kênh, coi thường, Oren giải thích. Oren khẳng định cô không hề có ý đặt vị trí của mình cao cấp, thượng đẳng hơn người khác, mà chỉ trả lời những câu hỏi MC đặt ra. Nữ ca sĩ cũng nêu quan điểm: việc mình đi hát có nổi tiếng hay không thì có liên quan gì đến việc mình được hay không được bày tỏ cảm xúc về bài hát của nghệ sĩ khác, thậm chí đấy còn là cảm xúc tích cực. Mình chưa từng phải lên tiếng về vấn đề gì, nhưng xin lỗi các bạn, đi quá giới hạn của mình rồi. Mình không biết các bạn có phải fan của Jack thật hay không. Thật sự hy vọng là không, nhưng xin hãy xem full show vào ngày mai trước khi nguyền rủa mồ mả ông bà cha mẹ mình, trong khi mình chỉ ngồi im trong cái xe đó.